Ở Mỹ là mình rất tiết kiệm các bạn ạ. Hôm nay mình trồng rau, mình trồng mấy cây rau muống. Đó, rau cải của mình đấy các bạn. Đó, đây là cây cà chua, đây rau mùi, đây là cây đậu ván, đây là cây cà chua. Đó, đây là cây ớt. Đó, đây là cây hành. Wow, hành của mình lên rồi mấy bạn ơi. Mình cắt cách đây 5 ngày để mình ăn nó lên tiếp rồi này mấy bạn. Wow. Rau răm kìa, cuối tuần này mua chung bị lộn. Đây, đây có cây rau kinh giới, tí tô. Đó, cây hành, tí tô. Đó, ở Mỹ này các bạn này. Xem mà tôi sẽ trồng nó vào đâu nào. Tôi nghĩ rồi, trồng nó cạnh đây, không được. Ớt, sao bà già trồng nhiều ớt thế nhỉ. Hành này mấy bà. Đó. Thôi tôi trồng rồi. Thì góc này cho nó mát đi vậy. Nắng quá. Đó mấy bà. Đó. Hôm qua mấy ngày bên này trời nó mưa lắm mấy mẹ. Giờ em sẽ trồng thử rau muống nha. Em ghim. Không biết là lên không nha mấy bà. Cứ ghim thử, nhỡ nó lên thì sao, đúng không? Nhỡ nó lên thì mình đỡ mất 5 đồng 49 sen cho 1 pound. Chứ bên này rau muống nó mắc mà. Mà mấy chị ở Việt Nam anti em cứ bảo là con này sang đây chỉ ăn rau muống. Vâng, Việt Nam ăn rau muống mấy má. Con dân Việt Nam con ăn rau muống mấy mẹ. Mời mấy mẹ cứ ăn đồ Tây, đồ sang con chịu. Con không có rành mấy má ơi. Tôi khổ lắm mấy bà. Thích ăn rau muống cũng bị nói luôn. Thích ăn rau muống thì ăn rau rèn, thích ăn rau đay. Thích ăn canh giới, mắm tôm, đậu hũ cũng bị nói, cũng bị chê. Vâng, các bà sang hết, của các bà cả, chịu. Tôi dân Việt Nam, tôi chỉ thế thôi. Đấy, còn các bà thích sang, thích Tây, thích trời, gọi là thích gọi là ra vẻ ta đây là giàu có thì đấy là việc của các bà. Còn không phải việc của tôi nha, bớt chê. Các bà chờ xem là với cái cách tôi trồng như này nó có lên không nha. Chứ ở Việt Nam nhiều khi em vứt cái cành rau muống mà nó xuống đất ấy, nó cũng lên. Thì em cắm này không biết nó có lên không. Nó lên đến bao giờ mới được một đĩa mấy bà. Nhưng mà nó cũng là một niềm vui. Các chị ở bên nước ngoài á, đi xa quê như em á, các chị có công nhận rằng là cái việc chúng ta trồng cây, trồng hoa, nó sẽ làm cho chúng ta, nó có những cái thư giãn rất là khó diễn tả. Ví dụ ra để hôm nay thấy cái rau dền này, rau dền xanh á, nó đã mọc rồi kìa. Mừng lắm á chị. Nhìn các gọi là mẹ chồng em gọi là các con á, bảo sao bà già chồng lúc em mới sang đây thấy bà cưng mấy cái cây. Em trời ơi mấy cái cây, vì lúc ấy là mình chưa vì mới sang mình vẫn còn mệt về kiểu đi lại rồi mình chưa có ấy này ấy kia. Nên là mình thấy rằng là trời ơi bà cưng mấy cái cây mà bà gọi là các con. Và bây giờ cũng đến lượt em rồi các con. Nhưng mà vui nha mọi người. Đây là một trong những cái niềm mà vui nho nhỏ của em. Đây, đây bà già chồng em với chồng em con kiến đi chơi nè. Tại vì hôm nay em làm một món nấm chưng nha các chị chờ em nha. Mấy chị em thấy mấy chị ở bên nước Pháp, nước nói chung mấy chị đi xa quê nha em, các chị trồng được hoa hồng đẹp quá cơ. Hoa hồng quá các chị. Trời ơi, em có con thằng bạn em chơi với tao nói. Nó trồng hoa hồng mà nhà nó à, cái vườn hồng to bát ngát chim muông rồi. Thôi Hằng ơi, mày trồng đi. Chứ tao mà trồng hoa chắc là hoa tàn phai. Mai là em được đi nhậu với mấy bà. Mai đi nhậu cà chua này. Đấy đi ra siêu thị Costco mua cà chua thì rất rẻ nha mấy chị. Có 4 đồng 49 một cái hộp rất là to. Nhưng mà mẹ chồng em vẫn thích rồng. Tại vì cái cảm giác mà nhìn cái cây của mình nó lớn ấy, xong rồi nó mọc quả này. Xong rồi chín ấy mấy bà. Các chị có nhớ lúc ở Việt Nam có cái cây cà chua không? Trời ơi nó nặng quả xong rồi gãy mẹ cái cành đấy nó chưa kịp chín. Trời ơi em cho vào mồm em ăn luôn. Xanh lè em ăn luôn. Tại vì mình trồng mình nhìn nó lớn mỗi ngày mình thích lắm. Mình thèm cái cảm giác là nó lớn xong rồi nó chín. Trời ơi mấy bác ơi. Sang đây cái niềm. Xong rồi nhiều đứa bảo em là con này sang đây chẳng đi đâu, toàn quanh quẩn trong nhà thế thôi má ơi. Thế mấy má ơi, thấy tôi ở Việt Nam tôi đi đâu? Tôi đi các tỉnh tôi đi nhậu chứ tôi đi đâu? Tôi đi các tỉnh tôi bay Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Pleiku, Gia Lai, tôi đi các nơi tôi cũng chỉ để nhậu thôi mà mấy má.
Mấy má cứ bắt là phải người ta phải đi đâu mà sang sang đây các bà đi đi gặp ma. Bên này không ai rảnh gì, tiếp mấy bà. Ví dụ mình sang tiểu bang người ta đi, chị ơi em sang tiểu bang, anh em sang tiểu bang chị, anh chị chơi. Ok. Người ta chăm mình 1-2 ngày thì chứ thì mẹ ngày nào cũng sang để mà là phiền người ta tổ xích loại vô văn hóa. Cái loại vô duyên. Các bà công nhận không? Ai mà chẳng đi làm nếu anh rảnh mà đi đưa chúng mày đi chơi. Rồ, điên rồ. Nên là mấy chị bà bớt bớt lại nha. Khi nào sang nước ngoài ở đi. Những cái bill ngân hàng rồi bill điện, bill nước, bill nhà, bill xe rồi các ông các bà sẽ thấy cái cảnh là vì sao bên này người ta lại luôn luôn người ta lao vào kiếm tiền. Tại vì có quá nhiều thứ trên vai họ. Thì hiển nhiên đổi lại là con cái người ta được sống ở một đất nước mà có nhiều hậu đãi cho trẻ con. Nói là trẻ con đi học miễn phí nhưng thực tế là bố mẹ cũng phải đóng thuế chết mẹ luôn, đúng không? Nhưng mà thấy vẫn có những người người ta không có con đấy thầy. Những người ta, người Mỹ người ta có, người ta không sinh con này, hoặc người ta không sinh được con này, người ta vẫn đóng thuế bình thường, đúng không mấy bà? Đấy, một đôi lời vậy đó. Chúc các bà những ngày vui vẻ nha. Giờ em vui lắm. Nói chung là bây giờ em tự dưng em trở thành một con người. Này, ngày xưa đi xem bói mấy bà, người ta bảo em 40 tuổi em trở thành người trầm tính. Bà mẹ ơi, 40 tuổi trở thành người trầm tính. Tôi trầm không mấy bà? Này, có khi bây giờ tôi trở thành người trầm tính có khi là tôi tu mấy bà. Đi tu tôi ôm cái nồi cơm điện không? Tôi ôm này mấy bạn. Bye bye cả nhà nha. Đó, đây. Đây là luống rau. Rồi, tôi chờ lúc mà nó mọc cây nha. Đó, hành. Cái gì đây? Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa mà tôi vô liền. Vô đi. Vô vô gì bên ơi? Đây là khi ba mừng tuổi, mừng con lên lớp này nè. Trời. Chưa được béo hay sao trời? Mẹ ăn không? Đủ béo không mà? Ai cho ăn? Hè không ăn. Mình đang mắc lỗi sao mình được ăn? Nói thôi.